chim tầm 14-15 tháng, bổi già màu đinh, mình ống dài đoàn luôn, nói chung là bộ cực dài luôn. Hàng ngày anh em về chăm nó điện đoán nó chưa được ổn định anh em nhé. Giờ anh em tách ra nuôi riêng và chăm ăn tốt, uống tốt, ngủ tốt, đặc biệt là ngủ nhé. Vì là nhà Đức là rất là nhiều chim và nó hót từ sáng cho đến từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, nên là cái sức khỏe nó không được ổn định. Đấy là mình nói một sự thật. Con chim rất là đẹp luôn. Với là mình nhà mình treo nó săn sát nhau, nó cả ngày nó hót với nhau. Tất nhiên nó không nhìn, mình không ốp, nó không nhìn thấy nhau, nhưng mà nó sát lồng với sát lồng, chù máu nó hót đấu nhau cả ngày luôn, nên là chim nó không sung được. Nói thẳng với anh em nó là như thế. Chăm sóc thì vẫn là chỉ cám bình thường thôi, loại bình dân. Anh em về cho ăn cám ngon này, mồi tươi, đặc biệt là mồi tươi, và chế độ là phải tám táp và ăn ngủ tốt, là ngủ tốt và tách chim, tĩnh chim là nó căng thôi. Đấy. Còn bên cạnh thì cần mở mỏ là nó chứa anh em nhé. Vì mình thấy ở cho buổi trưa mình đang nằm ngủ trong nhà, vừa cho tắm xong mình treo ở đây cho nó thoáng thì thấy nó cứ chéo một mình, nó chéo suốt vậy. Hai mà mình cạnh không chơi luôn anh em. Cái con hàng này thì đây mình quay rõ này. Cánh sẹ nha, mình ống rất là đẹp luôn, lông mỏng. Anh em cái con hàng này thì alo Đức nhé, số điện thoại 036 560 511. Giá em nó là 3,5 triệu anh em nhé, 3,5 triệu, không mặc cả, không bớt và chưa phí ship. Anh em đấy là mình để cho cái giá này quá là đẹp luôn, như một con bổi. Ok anh em.